Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là thay đổi cái màu nền của cái trang web của mình ha. Thì ở đây ví dụ như là các bạn chọn màu xám ha, thì ở đây mình có hai màu là màu xám và màu đen cho cái background, cái theme của mình. Thì các bạn có thể thay đổi nếu mà ở đây mình có hai màu ha, thì các bạn có thể thay đổi tùy theo cái màu sắc mà các bạn muốn đó. Thì bây giờ mình sẽ vào bài ha, các bạn mở lên cho mình cái sổ của mình lên. Ở đây ở đây mình đặt rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở lên lại cho mình cái layout ha, cái layout của cái web của mình lên. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái jQuery và JavaScript để mình xử lý. Đây là chính là cái đoạn script dùng để thay đổi cái màu nền ha, script dùng để thay đổi cái màu nền, và mình sử dụng cái local storage để mình lưu lại những cái thay đổi màu nền đó ha. Thì bây giờ cái này nó hơi phức tạp tí xíu ha, nó hơi phức tạp tí xíu. Thì các bạn để ý ha. Bây giờ mình sẽ mở cái sổ của mình lên ha, mở cái sổ của mình lên. Thì mình muốn đổi màu nền cho toàn bộ cái theme của trang web thì mình sẽ thêm một cái body ha. Ví dụ như mình thử ha. Đây. Nguyên một cái body nè, ha, cái body thì tất cả những cái code của web đều nằm trong cái body hết ha. Đó. Rồi, bây giờ mình thử background, mình sẽ thêm thử một cái màu nền là màu đen. Đó. Thì nó sẽ được như thế này. Ha, nó sẽ màu đen như thế này nè các bạn. Đó. Rồi. Thì khi mình thay màu đen á, những cái thành phần mà mình code á, một á là nó giữ nguyên. Ha, hai thì nó sẽ bị màu đen như thế này, thì mình bắt buộc mình phải thay những cái thành phần màu đen này thành màu trắng hết ha, cái chữ màu trắng hết ha, để nổi trên cái nền màu đen ha, hoặc một cái màu nào khác để nổi trên cái màu đen. Ví dụ như mình thêm một cái color là màu trắng đó, thì nó sẽ nổi trên cái màu đen. Thì mình thực hiện cái việc đó bằng gì, bằng set s thêm bằng jQuery ha. Rồi thì bây giờ điều tiên quyết của mình là khi mà mình thêm cái này ha, mình thêm cái này trước, thì khi mình lít vào màu đen nè, thì mặc định gì, nó sẽ cho cái body một cái class đó là switch color ha. Switch color thì nó sẽ cái class này nó mang cái background là màu, đây mình sẽ refresh lại nè ha. Thì bây giờ mình sẽ đổi thành màu xám nè, thì nó sẽ xóa cái class đó đi ha, trở lại cái mặc định của mình, tại mặc định trang web của mình nó chạy là màu xám ha. Thì mình đổi màu đen nè, thì các bạn sẽ thấy nè, trong cái phần body nó sẽ thêm cái class đó là switch color. Thì cái class này nó mang là màu background màu đen và color là màu trắng ha, color là màu trắng. Thì cái này nó hơi phức tạp tí xíu ha, nhưng mà mình cố gắng hướng dẫn cho các bạn được bao nhiêu thì bạn cố gắng tiếp thu và làm trên cái theme của mình ha. Nếu mà các bạn làm trên cái theme của mấy bạn á thì nó hơi hơi phức tạp, còn thêm trên cái theme của mình á thì nó các bạn cố gắng xem thì nó sẽ đơn giản hơn tí xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cái select này. Các bạn xuống cái layout. Các bạn cho mình cái select như thế này. Ha, select như thế này. Các bạn ghi cho mình ha, custom select. Rồi, ID bằng switch color, thì mình sẽ thay đổi cái màu nền của cái select option này dựa vào cái ID là switch color này ha. Rồi, thì các bạn cho mình hai cái màu là màu xám và màu đen như thế này, với giá trị là màu xám là các bạn ghi xám luôn ha, đen các bạn ghi đen, hai option. Thì khi mình được hai option như thế này ha, khi mình được hai option như thế này, sau đó các bạn cho mình có đoạn script. Thì bây giờ những cái đoạn script nào mà hiện tại chưa cần á thì mình đóng nó lại ha, mình sẽ giải thích từ từ cho các bạn hiểu những cái đoạn script này. Rồi thì mới đầu nè, switch color change ha, nó sẽ lấy cái sự kiện là change. Change có nghĩa là có select ha, người dùng có select ha, select vô cái gì, vô cái select mang cái ID của mình ha, mang cái ID là switch color, nó sẽ tương ứng với cái ID mà mình đặt cho cái select này, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái gì, mình sẽ lấy cái giá trị ha, mình sẽ lấy cái giá trị của this ha. This có nghĩa là cái select ID này nè ha, chấm value, nó sẽ tương ứng với cái dòng này đó các bạn ha. Rồi mình sẽ ví dụ như chấm value, rồi tạm thời mình lấy như thế này đi, mình sẽ cho cái giá trị là var bằng màu
color cũng được ha, color bằng rồi insert alert ra ha, color rồi các bạn sẽ thấy nào. Cái này thiếu nè các bạn ha, document ready, các bạn sẽ thêm cho mình một cái này nữa đó cho nó chuẩn hơn ha. Cái này là của đoạn switch color này ha, còn cái này là cái của đoạn document ready ha. Thì khi mà khởi động lên thì nó sẽ lấy cái local storage ha, khi mình chọn màu xám nó vẫn giữ màu xám ha, khi mình chọn màu đen nó vẫn giữ màu đen ha. Đây là cái đoạn của document ready. Còn cái switch color là cái gì, cái thực thi việc mà mình select màu đen hay màu xám ha, đó hai cái khác biệt. Rồi bây giờ các bạn refresh lại thử. Bây giờ mình sẽ chọn cái màu đen. Thì cái màu đen của mình mang giá trị là đen nè, nó alert ra giá trị màu đen ha. Rồi màu xám là màu xám ha, alert ra giá trị màu xám. Rồi. Thì bây giờ đây giá trị hai cái này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó thay đổi cái màu ha, mình làm sao cho add cái màu vào cái body ha, cái body của cái gì, của cái trang web của mình. Thì bây giờ các bạn hiểu dòng này rồi ha. Bây giờ mình xin phép mình nhả cái này ra. Rồi, nếu gì this value bằng đen ha, màu đen, thì mình khoan cái local storage đã. Switch color, switch color class, switch color line. Bây giờ mình sẽ mình nhả cái này ra trước ha. Cái này là lưu cái storage rồi. Thì mình xin phép mình đóng lại ha. Rồi, mình giải thích từng phần cho các bạn hiểu ha. Từ class body chapter của class switch color. Rồi ok, các bạn thêm cho mình cái dòng này. Và gì, cái switch color này là cái class đúng không? Cái class switch color là thay đổi màu. Thì cái class này các bạn sẽ cho mình một á, là các bạn cho lên cái layout như thế này nè. Switch color ha, mình cho cái class là background màu xám nè. Cái background này background màu đen nè, 1818 ha. Thì cái background này cái background màu ha, tùy theo các bạn cho màu gì các bạn cho. Rồi, thì cái màu sắc mình xin phép mình đóng hai cái này lại ha. Mình đóng lại để mình giải thích từng phần cho các bạn hiểu ha. Rồi, các bạn cho mình là màu đen nè và cái kiểu chữ màu trắng ha. Rồi ok, các bạn có thể cho một cái trên cái style như thế này hoặc gì, các bạn cho cái switch color glass này vào cái gì? Vào cái public CSS của các bạn cũng được ha. Public CSS của các bạn tùy ha. Đó, vào cái file CSS của các bạn cũng được. Rồi. Thì mình cho vào trên đây để mình dễ chỉnh hơn ha. Rồi. Rồi. document.body có nghĩa là gì? Nó sẽ add cái gì? Cái class switch color này vào cái gì? Cái tab body của mình, có nghĩa là nó add vào cái tab body của mình mà mình demo hồi nãy ha. Rồi. Thì tôi class, add class có nghĩa là gì? Add class có nghĩa là có đi mà không có về ha. Add là thêm class thì nó ngược lại với add class là remove class ha. Thì thay vì mình sử dụng add class và remove class thì mình sẽ sử dụng là toggle class. Mình sẽ sử dụng là toggle class. Toggle có nghĩa là giống như công tắc ha, tắt bật ha. Thì toggle nó có nghĩa là như vậy ha, tắt bật đó, giống như cái schedule á ha, schedule hai người á ha, người lên thì người xuống đó, nó giống như dạng vậy. Thì cái này gọi là toggle class. Thì nó sẽ thay đổi cái switch color. Rồi khi mình thay đổi cái id select switch color thì các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ mình kiểm tra nè ha, bây giờ mình sẽ refresh lần nữa ha để cho nó chạy đoạn switch. Đó. Mỗi lần thay đổi thì các bạn phải reset lại để nó chạy cái đoạn sweep mà các bạn thay đổi hồi nãy ha. Thì các bạn để ý cái tab body của mình nè. Body là nguyên một cái thân của gì, của cái website của mình ha. Rồi các bạn sẽ thấy nè, đen. Thì mặc định nó sẽ thêm cái class gì, switch color vào cái web của mình ha. Đó các bạn sẽ thấy nè, switch color nè. Rồi màu xám nè. Thì nó sẽ remove cái class đi ha, nó remove cái class đó đi. Thì nó sẽ tương thích với cái gì, toggle class ha. Đó. Rồi, đen, xám. Các bạn để ý cái body nè ha. Đó, switch color thêm vào nè. Rồi, nó bỏ đi ha. Đó là cái toggle ha, thêm và remove class nếu mà mình chọn lại lần nữa ha. Rồi, thì các bạn sẽ thấy bây giờ cái switch color này thì các bạn sẽ thấy nó màu đen nè. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống ha. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè, cái này vẫn còn màu trắng đúng không, cái này vẫn còn màu trắng. Thì các bạn chỉ cái element nó vào thì các bạn sẽ thấy nè, cái này nó mang cái class là album đúng không, mang cái class là album, ok chưa. Thì bây giờ mình sẽ qua cái element style nè, thì mình thử thêm một cái style class vào thử là background.
mình muốn cho nó màu đen luôn thì mình đổi là 1818 background element. Rồi hiện tại thì nó không có thay đổi gì ha, hiện tại nó không có thay đổi gì. Tại vì sao nó không thay đổi gì? Là tại vì nó mang cái CSS là background line. Các bạn sẽ thấy ở đây nè, đây nó mang cái CSS là background line nè, đó ha. Thì background này line á, là nó sẽ có một cái màu như thế này nè, các bạn sẽ tắt đi nè thì nó sẽ lấy cái màu này ha. Còn các bạn lít vào nè, này là CSS background line đúng không, background color này nó mang cái màu này, và nó còn thêm cái important nữa, có nghĩa là nó quan trọng nhất ha. Đó thì các bạn bỏ đi nè, nó sẽ gì, nó sẽ thay đổi cái cover cái wrapper album này thành màu đen ha. Thì mặc định bây giờ mình sẽ cho cái thằng này nó quan trọng hơn nữa, thì mình sẽ cho nó là important, ok không? Đó, important. Rồi thì các bạn mở lên lại ha. Đây cái class album của mình, thì mình sẽ gì, cho nó một cái toggle class là switch color light. Thì các bạn cho mình thêm một cái toggle class nữa là switch color light ha. Rồi switch color light, tại vì sao mình không sử dụng luôn cái thằng switch color ha, mặc dù nó là có màu, nhưng mà tại cái thằng class này nó không có mang cái thuộc tính important ha, thì bắt buộc mình phải gì, chêm thêm một cái class vô nữa. Rồi cái màu chữ là màu đen, thì tại sao màu chữ là màu đen, thì đây mình demo lại lần nữa nè. Thì khi cái này màu đen rồi đúng không, đúng không, khi cái này màu đen rồi, ok chưa? Rồi thì bắt buộc mình thêm một cái thuộc tính nữa vào đây là color, màu là gì, màu đen. Thì nó sẽ tự hiểu là những cái gì, những cái test nào ở trong cái gì, trong cái deep album này nó đều đổi thành màu gì, màu đen hết ha. Gồm gì, gồm những cái test mang dạng văn bản hoặc là test mang dạng link, thì nó sẽ tự hiểu là đổi thành màu đen hết ha. Đó đó là cái khó ở chỗ là mình theo cái theme của mình á, là đây là class album, còn cái theme của các bạn là class gì thì mình không biết ha. Và vị trí cái class nó nằm ở đâu ha, đó vị trí cái thẻ nằm đâu, nhiều lúc á, các bạn sử dụng một cái theme khác thì các bạn thêm cái hai cái dòng này thì các bạn không thấy cái sự thay đổi gì cả ha. Đó thì yêu cầu các bạn phải linh hoạt trong cái cách mình code đó. Thì cái này nó hơi hơi phức tạp tí xíu ha, chứ nó không có phải là theo một cái khuôn khuôn mẫu rồi. Rồi ok ha. Color màu đen ha, background màu đen là important. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó thêm một cái switch color nè. Rồi mình trả cái này ra ha. Rồi cái class album nè cũng toggle class luôn. Rồi các bạn sẽ thấy lại nè, thì khi mình thêm một soạn grip mình phải reset lại ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy nè, đen. Thì các bạn sẽ kéo xuống dưới nè. Đó các bạn sẽ thấy cái background album nó màu đen. Đây album màu đen, nó thêm một cái last là switch color line nè, last của mình nè ha. Đó thì các bạn sẽ thấy background line nè, nó không còn important nữa, có nghĩa là nó xịt cái nó gạch đi ha, nó không còn important nữa. Đó rồi sau đó cái card body ha, cái card body rồi nội dung chương nữa nè, rồi UL, ulit chuyện, cái này danh sách chuyện nè ha, những cái mà mình cần cái thêm cái tô collage để nó thay đổi cái màu đúng đúng hơn ha. Thì tạm thời các bạn sẽ cho hai cái màu này trước ha, tạm thời hai cái màu này trước. Rồi rồi mình giải thích cái card body này luôn ha. Cái card body này nằm đâu, bây giờ các bạn sẽ chỉ cái element vào đây ha, mình muốn thay đổi luôn cái này thành màu đen ha. Đây đây chính là cái card body nè, ok ha. Rồi bây giờ mình thử thay đổi cái background cho nó màu đen xem, background màu đen. Trước khi mình ghi background trước khi mình ghi CSS á, mình sẽ CSS cho cái div class này trước để xem nó thay đổi như thế nào. Rồi ok, nó thay màu đen thì cái gì, cái phông nền nó phải là màu trắng, ok ha. Rồi màu trắng đó, thì cái này mình trắng đen ha, tùy theo cái màu của bạn ha. Ví dụ như các bạn có thể thêm một cái màu khác tùy ý mình ha. Đó tùy mình ha, màu hexa khác tùy đó. Ví dụ như các bạn không thích màu trắng thì các bạn cho một cái màu vàng chẳng hạn, đó nó nổi hơn ha, thì nó sẽ mang cái màu này. Thì bây giờ mình sẽ cho màu trắng nè, mình sẽ cho màu trắng thì mình sẽ xem coi background màu đen và cái color màu trắng mình coi có cái gì, có background, có cái class đó chưa. Mình kéo lên lại nè, đen và cái color màu trắng ha, tương tự với cái class này thì mình dạy gì, mình thêm một cái class gì nữa ha, đúng không, mình sử dụng luôn cái class này. Rồi ok, thì cái đó thì chúng ta sẽ có cái này đúng không. Rồi ok,
Thì cái này mình không có cần demo lại ha, các bạn hiểu cái dòng này rồi gì ha, nó sẽ thêm cái background màu đen và dì chữ màu trắng cho cái gì, cho cái vần, cái vùng mang cái glass kẹp vào đi. Rồi cái nội dung chương thì cái này mình chưa có chương cho nên mình chưa có demo cho các bạn được ha. Add class nội dung color, rồi mình mới thêm chương cho nó ha. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè, tuy cái này thay đổi ha, bây giờ mình sẽ qua cái trang danh mục nè, thì mình thay đổi màu đen nè, thì các bạn sẽ thấy cái danh sách chương nó gì nó màu đen theo ha. Thì mình cần cái thay đổi cái color cái này thành màu trắng ha. Rồi cái chuyện tranh mới cập nhật mình chưa có ha, cho nên là tạm thời chuyện tranh 2. Rồi thì bây giờ là các bạn thay đổi màu đen nè, thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây cái này nó sẽ chuyển thành gì, nó vẫn có màu trắng đúng không, vẫn có màu trắng. Thì các bạn sẽ thêm kiểm tra xem cái thành phần nè, add vào đây ha, thì các bạn sẽ thấy nó nằm trong cái class là nội dung chương đúng không. Nội dung chương thì mình vẫn tiếp tục là gì, nội dung chương thì mình sẽ gì, bây giờ các bạn sẽ demo trước ha. Bây giờ nội dung chương nó nằm đây ha, lít chỗ vào nó nè. Rồi này mình này mình chưa hướng dẫn cho bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho cái màu, cái background màu là màu trắng nè, màu trắng, nội dung chương background màu trắng, màu đen. Cái background này nó thay đổi theo cái mặc định của cái màu này ha, màu này. Thì bây giờ mình chỉ việc gì, đổi cái color là màu gì các bạn, màu đen đúng không, mình thêm cái color màu đen thôi. Còn cái phần này á, mặc định gì mình định sau này mình sẽ làm ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm là thay đổi cái màu nền dựa theo cái gì, dựa theo cái màu này, cho nên là mình vẫn để cái màu nền là một cái màu màu trắng ha, vẫn để màu nền màu trắng, mình chỉ việc cho cái color thôi. Rồi bây giờ thì cái nội dung chương này nó add class là nội dung color ha, các bạn thêm cho mình một cái nội dung color vô nữa. Đây nội dung color thì các bạn chỉ việc cho cái kiểu chữ màu đen thôi ha, cái kiểu chữ màu đen thôi. Rồi sau đó mình sẽ gì, sau đó mình sẽ refresh. Thì bây giờ mình thay đổi thử ha. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái này, nó ăn cái local storage rồi. Rồi đó thì nó sẽ được như thế này, kiểu chữ màu đen như thế này ha, kiểu chữ màu đen như thế này. Rồi thì những cái phần nào mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn chỉ việc gì ha, chỉ việc là access như thế này như mình hướng dẫn ha, như mình hướng dẫn. Rồi còn cái danh mục nè, cái danh mục nữa ha, còn cái danh mục thì bây giờ mình sẽ xem chuyện nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, màu đen nè ha, thì cái danh mục nó cũng đen, thì các bạn chỉ việc chọn cái element đúng không, chọn cái element thì nó sẽ nằm trong cái gì, mục lục chuyện đúng không, ULLI. Rồi thì mục đích của mình là nè, ULLI ha, và cái thẻ gì, thẻ A đó các bạn ha, thẻ A. Rồi các bạn cho color của nó là màu gì các bạn, màu trắng. Ok thì nó hiện là màu trắng như thế này ha. Rồi thì các bạn chỉ việc gì, quay lại cái này cho như thế này nè các bạn. Các bạn không cần phải CSS ha, không cần phải cho CSS, cái này cũng ngắn thôi ha, mình không cần mình thêm CSS nữa. Các bạn vào UL một mục chuyện nè, sau đó vào thẻ LI ha, cái giống mũi tên này là vào ha, chứ không có được cách như trong CSS như thế này đó. Trong jQuery nè, mình sẽ đến một cái gì, đến cái thành phần CSS con như thế này ha, một cái thẻ tag HTML con như thế này đó, chấm CSS color là màu trắng. Ok ha, còn cái size 3 này thì các bạn cho nó cũng là màu trắng luôn ha, size 3 nè. Và đến thẻ A thì khi các bạn thay đổi á, thì bên đây nó cái size 3 nè, bên đây nó có thêm một cái gì, một chuyện nữa, thì mình muốn đổi cái gì cái test thành màu trắng ha, test size 3 màu trắng, thì khi các bạn chỏ vào nè, nó sẽ có nè, ba cột ha, chuyện tranh, cái này chuyện tranh, nó sẽ có size 3 các bạn ha, nó sẽ có hiển thị size 3 ra đó. Nếu có chuyện thì các bạn cho size 3 tới thẻ A CSS của màu trắng luôn cho mình ha. Đó thì nó sẽ như được như thế này. Rồi thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lưu ha, lưu cái màu thêm này ha, lưu cái màu thêm này lại. Khi các bạn refresh nè, cái màu thêm nó không có, nó vẫn về cái màu thêm mặc định
ha, thì khi ví dụ như các bạn thay đổi màu đen nè, đó, thì khi các bạn refresh lại nè, nó vẫn là màu đen ha. Rồi các bạn đến bất cứ cái trang nào nó vẫn là màu đen ha, nó vẫn là màu đen, ví dụ vậy.